Hello mọi người, hôm nay là ngày thứ 47. Dưa của mình nó đã thu hoạch được rồi. Đấy, quả nứt này. À đây là bắt đầu cuống nó như thế này là thu hoạch được rồi nhá. Tại vì nhà mình nhiều hoa quả quá, mình muốn để treo trên cây. Nếu mà giờ nó nứt thì mình thu hoạch, nhưng hôm nay thấy nó nứt rồi. Đấy, để chảy xuống. Cho mọi người xem tỏ nứt này. Ê, ô vướng gì đâu này, nứt à, đẹp chưa, to như ở ngoài chợ luôn. Đấy. Đấy, đặt cái này cho mọi người so sánh nhé. Toco quả này chắc cũng chỉ trong vòng nay mai thôi là cũng thu hoạch được rồi. Quả này thì bé hơn quả vừa rồi, cùng dây. Cái cây này được có hai quả thôi. Đấy, cây bên này, cây này được hẳn 4 quả. Cây bên kia cũng được có 2 quả thôi. Tổng cộng là 3 cây mình được 8 quả nhé. Nếu mà thời gian nếu mà chất dinh dưỡng vẫn còn ấy, thì mình nghĩ là phải được hơn đấy, vì là đợt đấy mình thụ phấn có một ngày thụ phấn hết 10 mấy cái hoa đực với hoa cái, mà cuối cùng đậu thì không đủ mấy. Cũng một phần nữa là do hôm ấy trời nó mưa, cũng một phần là nó hết chất dinh dưỡng rồi. Chất dinh dưỡng nó dồn và nó nuôi những quả đã thụ phấn thành công trước đó. Nói về cái quy trình trồng dưa lưới này nhá, mình chỉ chia sẻ quy trình thôi, mình không hướng dẫn vì mình kinh nghiệm không tới, mình không hướng dẫn, mình chỉ nói những cái mà mình trải qua, mọi người có thể lấy đó để rút kinh nghiệm cho bản thân. Thì đánh giá chung thì dưa bở dễ trồng hơn dưa lưới, thu hoạch ngắn ngày hơn. Ví dụ cũng là ngày thứ 25 sau trồng mình bắt đầu mình thụ phấn hoa đầu tiên. Nhưng mà dưa lưới được thu rồi, hôm nay ngày thứ 47 này, dưa bở được thu rồi nhưng dưa lưới chưa được thu. Đấy, thì bắt đầu là từ làm đất thì như mọi người xem mà mấy cái video dưa lưới của mình ấy, là đấy sâu bệnh khá là nhiều, nào là bọ trĩ, nào là dẹp, nào là bọ phấn trắng, nào là sâu bướm ở đâu nó đến nó, rồi ong nó chích hút các kiểu. Thế là bên dưới lại còn mình bón phân bò, nó có những con bọ bọ gì nó bò nhanh lắm, trong những con dẹp ấy. Thế là mình đem mình phơi nắng, phơi như phơi thóc luôn, thu cũng thu như thu thóc luôn. Trời ơi, vừa ăn cơm xong, ông trời đổ cơn mưa, ăn cơm trưa xong lên học tóc đi thu đất. Đấy, thế đất xong rồi bắt đầu mình trộn thì cũng gì đâu, vỏ trấu đất này, phân bò này, nấm chi cô này, thế sao mà nhà có vỏ lạc nữa thì cho vỏ lạc, kiếm được ít rác thải nhà bếp nhét dưới rồi nó đổ đất lên trên. Đấy, cây thì gieo được 4 hạt thì quả giống là nhà mình đi chợ mua thấy cái quả này to đẹp ngon, thế là bỏ ra giữ lại hạt. Thế là gieo thử lên 4 hạt thì mình trồng 4 cây. Thế nhưng mà trồng được 5 hôm thì một cái cây gốc kia kìa, cây gốc kia chết, thì còn 3 cây. Thế khi mà bắt đầu trồng thì mình cũng bắt đầu lên mạng mình tìm hiểu. Thực sự trên mạng nó vô cùng ít những cái video về dạy cách trồng dưa bở. Thế xong là cuối cùng mình ra Google, mình tra thì được một bài nó lại hướng dẫn lẫn giữa dưa bở và dưa lê. Thế sau mình phát hiện ra hình như là miền Bắc gọi là dưa bở, một trong Nam gọi là dưa gang, đúng không? Thế nên là mình cứ tìm dưa bở không ra. Thế cuối cùng thì mình tìm hiểu cách chính xác là cách ngắt ngọn nó thì đúng hơn đấy, vì không biết là nó có ngắt như dưa lưới không. Dưa lưới thì 10 mấy 20 lá mới ngắt, không phải 10 mấy đâu mà 20 đến 30 lá mới ngắt cơ.
ngắt ngọn. Thế còn dưa này thì nó lại theo cái chế độ là mấy lá đã ngắt ngọn, 5 lá, hướng dẫn trên Google là 5 lá. Thế nhưng mà lúc mình trồng xong 5 lá thì thấy nó bé quá, cây nó vẫn còn yếu. Thế này thì mặc dù là nhánh phụ nó ra rồi nhá, thế này thì ngắt ngọn có được không? Thế là mình không bạo tay, mình không dám ngắt, mình đợi, mình thử chậu này với cây góc kia. Đấy, cây sáng nay mình thu hoạch quả là lá thứ 6 là mình ngắt ngọn. Còn chậu, còn cái cây này mình cứ để cho nó lớn. Thế thì đến lúc mà nó lớn, nhưng mà mình cũng không ngắt cái chèo bên dưới của nó đi, kết quả là thụ phấn nó không đậu. Trong khi hai cái cây này, lá thứ 6 mình ngắt, thụ phấn phát được quả luôn. Đấy, bây giờ thu hoạch trước này. Còn cái cây này 10 lá, đến lúc mà 10 lá mình phát hiện nó bắt đầu có vấn đề, cuối cùng là mình phải ngắt ngọn lá thứ 10. À, thu hoạch bị chậm hơn, mà quả thì cũng không to hơn đâu, quả thì cũng như nhau thôi. Thế phát hiện ra là một điều là 5 lá là ngắt nó đi. Đây là để chỗ mình ngắt đây là đấy, ngắt rồi. Ôi giời ơi, nó lớn, cái cây đấy lớn như là có người cầm cổ nó kéo đi ấy, lớn nhanh kinh khủng khiếp lên. Mà xong nó cũng tốt, nó cũng không bị sâu bệnh mấy như là dưa lưới, kể cả con bọ dưa nhá. Con bọ dưa cái lá này nó lông lá nó đau lắm, con bọ dưa nó cũng ít ăn hơn là dưa lưới. Dưa lưới thì thôi rồi, nó ăn kinh khủng khiếp lên.